Rồi, đây là trái kim. Đây là cung đường hoa ở cầu Rồng nha các bạn. Đi nhanh lên. Nhanh nhất chịu như ta xem. Đó, trang trí những tấp đều xanh. Đây là gì bạn? Đây là người ta dựng lại mấy cái nhà như nhà phiêu phiêu á, dân tộc hay là kiểu á, vùng à Cầu Rồng nha các bạn. Ui, trước đây bông trước đây à, người bạn đồng hành của tôi bé bẩm cái bốn à, à cỡ bản 2023 con mèo nó to hổ bé do tận dưới ngồi chưa. Hôm nay bạn bè nào ra nắng thì sẽ chụp được rất đẹp nha các bạn. Đây là vườn vườn mai. Đây là trồng những cây mai già rất là nhiều. Năm ngoái là tất cả cây màu hồng, năm nay là màu vàng. Hai chữ đó là màu vàng, là vàng của cái mai. Còn một lát nữa chúng ta sẽ đến vườn cái đào nữa. Wow, ui chiều quá. Hôm nay khung người ta dựng lại là nghề truyền thống dệt vải. Và đó là các anh của em học sinh. Là phía bên bờ tay của Cầu Rồng các bạn. Thằng chè, thằng bông nữa. Con mèo lớn cửa Đà Nẵng năm nay. Năm sau có cục dễ chồng. Sao ai chồng ráng làm là kiếm một vàng thật lượng quá. Đây là lão Miu quá anh đây. Con không được. Cái khách Trung Quốc đúng rồi. Cây lạnh thì cây không thì ăn. Đâu không cần. Ở Đà Nẵng thì khách người Trung Quốc rất là nhiều các bạn. Trung Quốc hàng là nhiều. Mình quay. Gái sướng luôn.
thật luôn này. Ấy là đi từ hướng đi qua được không? Nóng đầu sao? Nóng đầu này, đi dễ đau lắm các bạn ơi. Ngon nè, bay chụp chưa? Rồi đứng lên. Đó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Là biết kem. Đó, các bạn có dịp thì các bạn lên Đà Nẵng nha. Để không phải quy định Đà Nẵng mình rất là đẹp. Mình cũng học ở đây thôi, làm ở đây thôi. Đó là được 10 năm rồi. Rồi, công kết thúc rồi. Rồi. Ước không ăn. Tạm biệt các bạn nghe. Tạm biệt các bạn, tạm biệt các mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Nhớ theo dõi kênh của Bà Tính Nguyễn nha.